Mến chào quý anh chị đã quay trở lại với fanpage Hoa Lan Di Phong cũng như là kênh YouTube Hoa Lan Di Phong. Em là Phước Dư, hôm nay em sẽ giới thiệu cho các anh chị 10 dòng cây con giả hạt hay còn gọi là phi điệp đang có mặt tại cửa hàng. Em xin bật mí cho các anh chị những dòng cây con giả hạt như thế này, rất là to, béo ú, những em như thế này giá chỉ có 30.000 thôi. Những dòng cây con giả hạt hay còn gọi là phi điệp như thế này thì bên em mỗi cây cao khoảng 5cm và đang được phát triển rất là tốt, béo ú. Những dòng cây con giả hạt như thế này bên em đang phát triển cực kỳ tốt và hiện tại có giá là 30.000 một cây. Các anh chị sẽ mua được combo là 10 cây. Sở dĩ có giá 30.000 thế này thì bên cửa hàng bên em là vừa thành lập vườn ươm mới. Để nhân rộng cái tin vui này thì các anh chị hãy share cái video này kèm theo thông tin đó để hưởng ưu đãi là 30.000 một cây. Khi các anh chị mua combo 10 cây thì bên em sẽ tặng thêm cho các anh chị một chai kích rễ để chúng ta dưỡng cây nhé. Như hình ảnh các anh chị đã thấy thì cây con phát triển rất là tốt và rễ phát triển rất là mạnh. Bên em sẽ tặng kèm một chai kích rễ, các anh chị hãy sử dụng theo hướng dẫn. Và đặc biệt khi mua combo 10 cây này sẽ có giá là 300.000 và chưa bao gồm phí vận chuyển. Hy vọng các anh chị sẽ tiếp tục ủng hộ cửa hàng Di Phong cũng như là tiếp tục chọn những sản phẩm là cây con giả hạt hay còn gọi là phi điệp với giá 30.000. Với combo 10 cây, các anh chị có thể sở hữu 10 dòng cây con giả hạt hay còn gọi là phi điệp đang cực kỳ là nổi tiếng tại thời điểm hiện tại. Thì với combo 10 cây, bên em sẽ tặng cho các anh chị thêm một chai kích rễ hút rút khi các anh chị chia sẻ video này cũng như kèm thông tin là Hoa Lan Di Phong vừa thành lập vườn mới. Theo như hình ảnh các anh chị cũng thấy thì đây là những cây con mà chúng em sẽ lựa chọn để gửi đến quý anh chị nếu các anh chị chọn mua những sản phẩm như thế này. Thì mỗi cây bên em sẽ có chiều cao là khoảng 5cm và thân thì mập ú và rễ phát triển cực kỳ mạnh. Khi sau khi các anh chị nhận hàng về thì các anh chị hãy tưới nước phun sương đều đặn là 2 lần. Và đến 4 đến 5 ngày các anh chị hãy sử dụng liều loãng để kích rễ. Và sau đó qua Tết các anh chị hãy đem ra trồng. Và đặc biệt những dòng cây này thì sau khi qua Tết thì đó chính là thời gian sinh trưởng rất là mạnh của những dòng cây con giả hạt như thế này. Bên em là giao hàng toàn quốc với phí vận chuyển cực kỳ rẻ, dao động từ 30 đến 40 ngàn đến tận tay quý anh chị để cho một sản phẩm thật cực kỳ chất lượng, các anh chị yên tâm nhé. Và đây là những phần quà tặng mà cửa hàng Hoa Lan Di Phong bên em sẽ gửi tặng cho các anh chị nếu các anh chị mua 10 cây con giả hạt hay còn gọi là phi điệp. Đó chính là phân kích rễ hút rút ra rễ cực kỳ mạnh cho các anh chị để kích rễ những cây con nhé. Và theo như các anh chị đã thấy thì phía sau Phước Như đây đó chính là địa chỉ của cửa hàng Hoa Lan Di Phong tại số 44 Tân Điền, Long Thượng, Cần Giuộc, Long An.